Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Ukraine để dùng những loạt phi cơ không người lái tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong suốt 3 ngày vừa qua, quý vị đã thấy hai phi trường lớn của Nga đang trong lãnh địa của Nga cách biên giới Ukraine 650 cây số đã bị tấn công. Rồi một kho dầu hỏa, dầu lửa lớn của Nga cũng đã bị tấn công cách biên giới vào khoảng 700 cây số. Thì rất nhiều người đã biết rằng đây là do vấn đề Ukraine tấn công. Bởi vì giờ phút này Nga không có một quốc gia nào thù địch ngoại trừ vấn đề Ukraine. Mà nếu tấn công bằng hỏa tiễn thì không có, mà có nhiều bằng chứng cho thấy là những loại phi cơ không người lái do Ukraine chế tạo với sự hợp tác của Hoa Kỳ. Và Mỹ đã đồng ý bật đèn xanh cho Ukraine dùng những loại phi cơ không người lái tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo như tờ Vision Time, quân đội Ukraine gần đây liên tục dùng máy bay không người lái oanh tạc bên trong nội địa nước Nga. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố là không đồng ý với các cuộc tấn công quá khích của quân đội Ukraine. Nhưng mà truyền thông nước Anh thì nói rằng hành động này của Ukraine thực chất là đã có sự đồng tình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng như là Bộ Quốc phòng Anh Quốc. Theo như tờ Time của Anh đưa tin, từ khi cuộc tấn công vào khu dân sự tại Ukraine bị quân xâm lược Nga phát động vào tháng 10, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã lượng giá tình trạng chiến tranh và mức độ đe dọa của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Vì vậy cho nên khi cung cấp vũ khí cho Ukraine có khả năng dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO hay không, đây là một điều cho đến giờ này chưa có bằng chứng. Nhưng Hoa Kỳ đã ngầm đồng ý để mà cho Ukraine tấn công nước Nga bằng loại phi cơ không người lái. Lý do là vì Nga đã dùng phi cơ không người lái của Iran để mà tấn công các nhà máy điện, tấn công các nhà máy nước. Nhất là trong cái thời buổi khí hậu đang lạnh lẽo mà dân Ukraine không có lò sưởi, đây là một hành động không thể tha thứ. Cho nên Ukraine đã được Hoa Kỳ bật đèn xanh để tấn công trả đũa nước Nga. Trong khi đó thì các hãng truyền thông quốc tế như là Business Insider và Free Press cũng đang đăng lại những cái tin tức của tờ báo Time. Nguồn tin nói với tờ Time rằng Hoa Thịnh Đốn không nói với Kiev là đừng tấn công người Nga. Nhưng mà khi được hỏi về vấn đề trả đũa thì đó là một cái điều rất bình thường. Vì Mỹ nói rằng là chúng tôi không có thể bảo họ phải làm gì vì họ có quyền tự do sử dụng vũ khí. Và chúng tôi vẫn chưa cung cấp những cái loại hỏa tiễn xa cho Ukraine. Cho nên đây là một cái sự kiện mà Ukraine dùng những loại phi cơ không người lái, chúng tôi không kiểm soát được. Vào ngày 5 tháng 12 vừa rồi, các căn cứ không quân của Nga là Dyazhivo và Angeletu cách biên giới kiểm soát thực tế cả 500 cây số và 700 cây số đã bị oanh tạc mạnh mẽ. Rồi sau đó vào ngày 7 tháng 12, đến lượt sân bay Kursk của Nga cũng bị tấn công. Cho đến bây giờ Nga đã bị tấn công 3 phi trường, trong đó có nhiều phi trường mà có cả loại phi cơ đem đồ đạc nguyên tử sẵn sàng tấn công Âu Tây. Nhiều nguồn tin cho biết rằng Hoa Thịnh Đốn không muốn bị coi là đã dính vào vấn đề chiến tranh với Nga, cho nên tất cả những loại vũ khí của Ukraine đều là do họ tự chế, không có một loại vũ khí nào của Hoa Kỳ. Theo như đài BBC thì Ngoại trưởng Mỹ đã nói rằng Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công Nga, nhưng Mỹ không có quyền xen vào việc của Nga và của Ukraine. Đây là một cái chuyện của chính phủ Tổng thống Zelensky quyết định. Để đề phòng các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bị tấn công, Mỹ cũng đã đặc biệt điều chỉnh vũ khí cung cấp cho Ukraine. Nga cảnh cáo Mỹ không được vượt qua ranh giới. Trong khi đó thì Putin nói rằng nếu Washington cung cấp vũ khí tầm xa thì đó là Washington đã chính thức dính vào chiến tranh với Nga. Nhưng cho đến giờ này Mỹ vẫn
cung cấp loại hỏa tiễn HIMARS bắn vào khoảng 70 cây số cho đến 100 cây số. Chuyên gia quân sự Nga cho rằng đã từ lâu phương Tây muốn xóa bản đồ của Nga, cho nên đây là một cái dịp tốt để cho Hoa Kỳ thấy được Nga bị thất bại. Vì thế cho nên Putin đã có nghĩ ra nhiều phương tiện là phải đi trốn. Nếu như bị thất bại vì chiến tranh, có thể một là qua bên tàu, hai là qua vùng Nam Mỹ. Mà tàu là một cái nơi mà Putin lâu nay vẫn coi là kẻ thù, bởi vì da vàng và da trắng không thể nào hợp tác với nhau được. Nhưng mà về Nam Mỹ là một cái nơi tốt, vì đó dù Argentina hay là Venezuela hay là Brazil đều là dân da trắng, nó dễ kiểm trợ hơn. Trong khi đó có bản tin là Ukraine nói rằng cái hệ thống điện Odessa thiệt hại nặng do phi cơ không người lái của Iran. Tất cả cơ sở hạ tầng không then chốt của Odessa mất điện trong tuần vừa qua do những loại phi cơ của Iran sản xuất mà Nga dùng để tấn công những nhà máy điện, hiện nay khiến cho 1.500.000 người không có điện. Tình hình khu vực Odessa rất là khó khăn. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trong cái chương trình truyền hình hàng đêm, ông nói rằng thật không may họ đánh trúng điểm then chốt, vì vậy cần nhiều thời gian để khôi phục điện trở lại. Chúng ta phải mất ít nhất là vài ngày cho đến vài tuần. Ông Zelensky cho biết là Na Uy đang gửi 100 triệu đô la để giúp khôi phục hệ thống, và nước Đức đã gửi 437 triệu đô la các cái loại máy điện phát điện. Hàng ngàn máy phát điện đã được nước Đức gửi đến. Thật ra thì Na Uy hay là Đức hay là các quốc gia Âu Châu đều muốn viện trợ lập tức để cho dân Ukraine khỏi đi tị nạn. Vì nếu bây giờ không có điện mà quá đông, hàng chục triệu người đi tị nạn qua Âu Châu, đó là một điều rất khổ. Người phát ngôn viên của chính phủ Ukraine ở vực Odessa cho biết, dân thành phố này nhanh nhất là cũng phải trong vòng một tuần cho đến hai tuần mới có thể khôi phục lại điện. Mà phải mất đến hàng tháng thì mới có thể hoàn toàn khôi phục mạng lưới điện toàn vùng Odessa. Thành phố cảng Odessa với chiều dài lịch sử ở gần bờ biển Hắc Hải là nơi ở của 1 triệu dân cư trước chiến tranh. Vùng Odessa lọt vào phạm vi của cái mà người ta gọi là chiến tranh tổng hợp của Nga. Không một đại diện nào của chính quyền trong khu vực đưa ra bất kỳ lời kêu gọi về vấn đề di tản cư dân. Ông nói rằng là sở dĩ mà Nga bị lãnh đạn trong mấy tuần vừa qua là vì dân Ukraine tự vệ và để tấn công nước Nga, để cho Nga, dân Nga nếm mùi là không có điện mùa đông lạnh 10 độ, 15 độ dưới 0 độ. Trong khi đó thì văn phòng công tố của Ukraine cho biết hai cơ sở điện lực ở khu vực Odessa đã bị cái loại phi cơ không người lái 136 của Iran tấn công. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết là trên Facebook 15 phi cơ không người lái đã bị bắn hạ, trong khi đó 10 chiếc khác đã bị phá tan. Bộ An ninh của Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng trăm phi cơ không người lái Shahed 136 do Iran sản xuất. Mặc Tư Khoa nói rằng cuộc tấn công của họ là hợp pháp về mặt quân sự và không nhắm vào dân thường, mà chỉ nhắm vào những cái chỗ phát triển điện. Tehran phủ nhận việc cung cấp phi cơ cho Mặc Tư Khoa và nói rằng nếu mà Mặc Tư Khoa còn chiếc nào, đó là do Iran cung cấp trước ngày 24 tháng 2. Xin lỗi quý vị. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Bảy, họ tin rằng sự hỗ trợ quân sự của Iran cho Nga có thể tăng lên mạnh mẽ trong những tháng tới. Có thể sẽ đưa thêm cả những loại hỏa tiễn đặc biệt của Iran, cũng như là Bắc Hàn cũng đang bán thêm vũ khí cho Nga. Quân lực Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2. Và hiện nay, Nga đang liên lạc với Ấn Độ để mua thêm vũ khí của Ấn Độ, nhất là những loại hỏa tiễn mới của Ấn Độ.
Cho nên quý vị thấy cái tình thế chiến tranh của Putin không thể nào có thể thay đổi được cục diện hôm nay ở Ukraine. Bởi vì tất cả những cái vùng mà Đông Bắc hay là vùng Nam hay là vùng gần ngay cả Crimea là một cái nơi mà Mỹ giờ này đang cố gắng thuyết phục chính phủ Ukraine ngồi vào bàn hội nghị và quên đi vấn đề Crimea, quên đi cái vùng Donetsk là cái nơi mà do Nga đã chiếm trước ngày 24 tháng 2. Nhưng mà Tổng thống Zelensky nói rằng quân đội của chúng tôi đang ở thế thượng phong, không có lý do nào mà chúng tôi lại ngừng chiến đấu để chúng tôi lại phải đầu hàng mà nhường đất cho kẻ thù. Đó là một cái điều không bao giờ tưởng được và không có một quốc gia nào trên thế giới có thể áp lực đối với Ukraine để mà đầu hàng kẻ thù trong khi chúng tôi toàn quân toàn dân đang một lòng để chiếm cứ và chiếm lại tất cả những đất đai đã chiếm được, ngay cả vùng Crimea mà Nga đã chiếm từ năm 2014. Mặc dù thời đó Obama đã lờ đi. Sở dĩ bây giờ Hoa Kỳ muốn áp lực đối với lại Ukraine là không được bàn tới vấn đề Ukraine về vấn đề Crimea, không được bàn tới hai vùng Donetsk và Luhansk mà Nga đã chiếm từ năm 2014. Vì đây là cái đường lối của Obama. Obama không muốn nước Ukraine độc lập và toàn vẹn lãnh thổ mà chỉ muốn làm cho tan nát nước Ukraine. Đó là cái điều mà Obama chủ bại, cũng giống như là Obama áp lực đối với Thủ tướng Netanyahu phải cắt đất lại cho dân Ả Rập Palestine, nơi mà họ đã sinh sống của người Do Thái suốt 60 năm qua. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.